không nên đảnh lễ 10 hạng người. Sau khi đã ban hành hai điều luật, một liên quan đến điều được phép và điều kia liên quan đến điều không được phép, Đức Phật tiếp tục dạy các vị tỳ khưu rằng có 10 nhân vật được kể sau đây là những vị không nên được đảnh lễ. 1. Vị tỳ khưu thọ giới trước không đảnh lễ vị tỳ khưu thọ giới sau. 2. Vị tỳ khưu không đảnh lễ bất cứ ai không phải là tỳ khưu. 3. Vị tỳ khưu không đảnh lễ bất cứ ai thuộc tôn giáo khác là những người thuyết giảng đều không phải chánh pháp, cho dù người ấy cao hạ hơn. 4. Vị tỳ khưu không đảnh lễ người nữ. 5. Vị tỳ khưu không đảnh lễ đến người bị hoạn. 6. Vị tỳ khưu trong sạch không đảnh lễ vị tỳ khưu đang lãnh hình phạt treo hay biệt trú. 7. Vị tỳ khưu trong sạch không đảnh lễ vị tỳ khưu đã bị tuyên phạt phải trải qua những thời kỳ hành phạt sám hối, bắt đầu bằng thời kỳ thứ nhất là biệt trú vì đã phạm một trong 13 tội tăng tàng. Tiếp theo là thời kỳ sám hối 6 ngày gọi là Manatta, được sự chấp thuận của chư tăng. Sau thời gian sám hối Manatta là thời gian đã được phục hồi địa vị tỳ khưu trong sạch gọi là Apana. 8. Vị tỳ khưu trong sạch không đảnh lễ vị tỳ khưu sau khi đã thọ trì hành phạt biệt trú, đã được tuyên ngôn hành phạt Manatta. 9. Vị tỳ khưu trong sạch không đảnh lễ vị tỳ khưu đang trải qua thời kỳ sám hối Manatta. 10. Vị tỳ khưu trong sạch không đảnh lễ vị tỳ khưu sau khi thọ trì thời gian sám hối Manatta sắp được phục vị thanh tịnh tỳ khưu. Sau khi giải thích về 10 hạng người không xứng đáng được tôn kính đảnh lễ, Đức Phật tiếp tục kể ra 3 hạng người đáng được tôn kính đảnh lễ. 3 hạng người đáng được tôn kính đảnh lễ. Này các tỳ khưu, 3 loại nhân vật sau đây đáng được tôn kính đảnh lễ. 1. Vị tỳ khưu thọ giới trước đáng được vị tỳ khưu thọ giới sau tôn kính đảnh lễ. 2. Vị tỳ khưu cao hạ thuộc nhóm đạo khác, nếu vị ấy thuyết giảng chánh pháp thì đáng được tôn kính đảnh lễ. 3. Trong thế giới hữu tình gồm nhân loại, chư thiên và phạm thiên, thì Đức Phật, bậc ứng cúng chánh biến tri, đáng được tất cả chúng sanh tôn kính đảnh lễ. Điều luật khác liên quan đến việc cư ngụ dành cho các tỳ khưu, trưởng lão ở các giả ốc, những chỗ ngụ tạm dành cho chư tăng, nhưng chưa được làm lễ tiếp nhận chính thức. Dọc theo con đường mà Đức Phật đi qua để đến Sawatthi, có tăng chúng đi cùng, người dân địa phương đã dựng lên những giả ốc, các chòi tạm được trang bị bằng những nguyên liệu thô và những nhà hội họp để chào đón sự viếng thăm của chư tăng. Ở đây cũng vậy, các đệ tử của nhóm lục sư đi trước và chiếm những chỗ ngụ như lần trước, và kết quả là đại đức Sariputta do đi cuối đoàn người, khi đến nơi đã phải trải qua suốt đêm dưới cội cây. Đức Phật dò hỏi sự thật của vấn đề và khiển trách các vị tỳ khưu trong nhóm lục sư và ban hành một điều luật phụ để chư tăng thọ trì. Này các tỳ khưu, ngay trước khi chính thức làm lễ tiếp nhận, các giả ốc và những nhà chòi tạm thời dành cho chư tăng cư ngụ không bị trở ngại theo thứ tự hạ lạp thâm niên. Bất cứ vị tỳ khưu nào ngăn cản sự cư ngụ như vậy theo thứ tự hạ lạp thâm niên thì phạm tội tác ác. Chú thích: liên quan đến nhóm lục sư, bộ Vārīya Buddhi Tika nói rằng nhóm lục sư chỉ xuất hiện khi Đức Tathāgata trải qua 20 năm đầu tiên của ngài, và có câu nói trong bộ kinh Majjhima Nikāya nghĩa là suốt sơ giác thời là 20 năm đầu tiên khi Đức Phật thành đạo, các vị tỳ khưu đã cư xử rất tốt, đem lại nhiều hoan hỷ cho ngài. Vấn đề cần suy xét ở đây là vấn đề nêu ra về các vị tỳ khưu trong nhóm lục sư trong bộ Vārīya Buddhi Tika và bộ Majjhima Nikāya bằng cách cho rằng câu chuyện nêu ra về hành vi của các tỳ khưu trong nhóm lục sư để làm nổi bật những điều luật do Đức Phật ban hành về một số loại tội. Điều luật liên quan đến vật được trang hoàng ở nhà phát thí trong làng. Lúc bấy giờ dân làng đã đặt vào những chỗ ngồi cao và những chỗ ngồi tôn quý trong ngôi nhà phát thí của làng và trang hoàng bằng tấm thảm lông dài, tấm khăn trải bằng vải len nhiều màu, tấm khăn trải bằng vải len trắng,
tấm khăn trải bằng vải len có thiêu hoa, tấm trải bằng lông thú ở hai mặt, tấm thảm bằng lông thú một mặt, tấm khăn trải có thiêu chỉ vàng, tấm khăn trải bằng vải lụa, tấm thảm len cỡ lớn, tấm thảm hình voi, tấm thảm hình ngựa, tấm thảm hình chiếc xe, tấm thảm bằng da con sơn dương đen, tấm khăn trải bằng da gấu, trần nhà màu đỏ đẹp rực rỡ, ghế ngồi có gối dựa màu đỏ ở ba mặt. Các tỳ khưu vì không chắc chắn là có được phép hay không nên không dám ngồi. Khi vấn đề được trình lại với Đức Phật, Ngài ban hành điều luật sau đây liên quan đến chúng. Này các tỳ khưu, ngoại trừ ba vật, chiếc trường kỷ có chân rất dài, cái đi văn, chiếc mền bông, Như Lai cho phép các vị được ngồi trên các thứ khác, dù được bày có tính chất cao và quý báu, nhưng các vị không được nằm ngủ trên đó. Trong ngôi làng, tại nhà phát thí ấy, dân chúng đặt cái khung giường thấp, có tấm nệm độn bông vải ở trên và mặt dưới. Các vị tỳ khưu thì cẩn thận, đã không dùng nó. Đức Phật cũng ban hành điều luật về vấn đề này. Này các tỳ khưu, Như Lai cho phép các tỳ khưu được ngồi trên khung giường có nệm độn bông vải ở cả hai mặt, do dân chúng cúng dường, nhưng không được nằm ngủ trên đó. Anna Thapindika tổ chức buổi lễ đón tiếp long trọng Đức Phật đến Trệ Táo Quá Ná tịnh xá. Như đã giải thích ở trên, Đức Phật cùng với nhiều vị tỳ khưu lên đường đi từ Rajagaha đến Sawatthi. Và lúc đến vùng lân cận của Sawatthi, trưởng giả Anna Thapindika sau khi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cuộc lễ trọng đại để cúng dâng tịnh xá đến Đức Phật bằng biểu tượng rót nước, đã cung rước Đức Phật vào tịnh xá với nghi thức tôn nghiêm và trọng đại.